Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng đất với diện tích là 2.200m², có 200m thổ cư luôn. Và đất sẽ mặt tiền lậu nhựa luôn nha anh chị. Thì chủ kêu giá là 1.750.000. Quyền Trang sẽ quay cho anh chị mình xem nha. Thì cái con đường mà em đang đứng á, thì đường này gọi là đường Lê Thị Lệ Chi. Để xe qua cái nha anh chị. Này, con đường mà Quyền Trang đang đứng là đường lộ nhựa Lê Thị Lệ Chi, hay còn gọi là đường Cao Tấn Phát á. Thì đường này xung quanh đây thì em thấy là nhà cửa dân cư rất là đông luôn. Và ở đây là gần với cái cụm khu công nghiệp Bình Ninh. Nói chung là xung quanh đây là công ty xí nghiệp rất là nhiều nha anh chị. Và nó đang chuẩn bị mở thêm một cái cụm khu công nghiệp mới nữa. Em thấy là có thể hiện trên bản đồ luôn, và người ta đang nói chung là đang khởi công xây dựng luôn á. Thì cái cụm khu công nghiệp mới đó cách đất của mình khoảng tầm chừng em thấy cũng gần, chắc khoảng tầm chừng 3 cây số á anh chị. Thì để một lát á em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị mình xem cho nó rõ hơn nha. Rồi thì bây giờ em quay trở lại cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị. Thì cái miếng đất bên này là miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu nè. Thì ở bên này là lậu nhựa 5m nha anh chị. Đất của mình là sẽ nằm ở bên con kênh ở bên này. Ở ngoài trước của mình có sông nữa, anh chị nào mà thích sông mát mẻ đâu á thì anh chị có thể quan tâm miếng này ha. Thì hiện tại của mình á là mình đi cây cầu tre thôi. Nếu mà anh chị nào mà muốn xây cầu cầu bê tông mà 3,5m á, thì nhóm Quyền Trang có hỏi rồi, thì từ ở bên này nè anh chị mà xây cây cầu 3,5m đi qua đất của mình á, mà kiên cố luôn, đổ nói chung là đổ chắc chắn để xe ô tô đồ vô thoải mái á anh chị. Thì người ta lấy là khoảng 60 triệu ha. Bên Quyền Trang có hỏi luôn rồi. Anh chị nào cần xây cầu thì cứ liên hệ với bên Quyền Trang. Bên Quyền Trang sẽ hỗ trợ anh chị. Đó, vừa này nó bị teo luôn rồi, nắng khô quá. Đây anh chị xem nè, gió rất là mát ha. Thì đây là miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè. Thì đất mình á với tổng diện tích á là 2.200m², trong đó bề ngang mặt tiền á là 11m8, hậu của mình là 12m8 nha. Thì nguyên cái phần đất trống này nè anh chị, bên này là đất thanh long của hàng xóm, bên này đất vườn dừa với trồng bắp của hàng xóm, thì còn nguyên cái cục ở chỗ này là của mình. Thì đất của mình á là từ ngay cái chỗ mà Quyền Trang đang đứng luôn á anh chị, từ đây nè mình chạy dài xuống tới cái dừa đó. Bây giờ Quyền Trang chỉ cho anh chị mình dễ hình dung nha. Thì anh chị nhìn nè, bề ngang của mình là từ ở bên này đi ngang qua bên này đó anh chị xem nè, từ đây đi ngang qua đây là ngang là 11m8, hậu của mình á là ở dưới đó anh chị, hậu của mình là 12m8 ha. Đất mình ở hậu nhẹ, chiều dài á là 174m, 170 hay 174 gì đó em quên rồi anh chị. Nói chung là khoảng chiều dài khoảng 170 đi ha. Thì nguyên một cái miếng đất này nè là chủ kêu giá là 1.750.000. Đất của mình sẽ có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ luôn nha anh chị, và có sổ sẵn luôn. Đất là đất cây lâu năm và có 200m thổ cư nữa. Thì đất đó là chủ bao lên thổ cư cho mình. Hiện tại thì chưa lên, nhưng mà bên Quyền Trang có nhận là lên thổ cư cái miếng đất này nha. Cho nên là lúc mà anh chị mua là sẽ có 200m thổ cư cho anh chị luôn. Đó, thì có 200m thổ cư là vô là mình xây nhà, mình làm vườn cây ăn trái là thoải mái rồi ha. Mà đất gần cụm khu công nghiệp nữa, rất là tuyệt vời luôn. Thì hết tất cả luôn, chủ kêu giá là 1.750.000. Đó, thì anh chị nhìn nè, đất của mình thì đang đất trống nha. Ở đây thì Quyền Trang thấy là như ngang 11m8, chiều dài khoảng 170 đi. Thì ở ngoài trước á, anh chị mình có thể xây nhà, chỗ 200m thổ cư á, anh chị mình xây nhà. Rồi ở ngoài sau á, thì anh chị mình có thể trồng dừa như bên hàng xóm đâu ha. Đó, đây, rất là rộng luôn. Để em đi bên này nha. Ở Bình Ninh mà gió ở đây rất là mát nha. Anh chị nhìn nè, đó, anh chị thấy gió không? Đó, lá dừa rồi nó bay bay ha, tóc Quyền Trang nó cũng bay 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 luôn. Đó, này là bên hàng xóm nè anh chị. Diện tích của hàng xóm là cũng giống như của mình vậy nè. Của hàng xóm thì đang trồng bắp với trồng dừa, đất của mình thì chưa trồng gì hết, đất mình còn đất trống. Đất ở đây là đất nước ngọt nha, thì anh chị nhìn nước ở đây nè. Đó, ở đây thì mình có sẵn điện nước wifi đầy đủ hết luôn. Đất của mình là đất nước ngọt, anh chị mình trồng cây ăn trái gì cũng ngon và cũng tốt hết. Ở đây thì em thấy người ta trồng thanh long với trồng dừa nhiều. Em thấy bên hàng xóm là trồng dừa ha. Đó,
đa phần ở đây là lên dừa rất là nhiều rồi. Đấy, đất của mình nè. Thì em xin nhắc lại nha, đất của mình là ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, gần với chỗ mà khu mà cụm khu công nghiệp Bình Ninh đâu đó anh chị. Rồi đang gần mở ra một cái cụm khu công nghiệp mới nữa. Đây. Chạy dài xuống 170 là mình sẽ đi chạy dài xuống dưới luôn, Quỳ Trang sẽ đi cho anh chị mình xem. Đấy, đất rất là rộng luôn ha. Bên hàng xóm trồng dừa mới đây nhanh lớn ghê ha anh chị. Đó. Anh chị về mình đặt dừa giống như bên hàng xóm nha. Như ngoài trước anh chị xây nhà, ở ngoài sau cái mình trồng dừa rồi ha. Đó. Đó, anh chị xem. Đó. Cái khu ngoài trước bên hàng xóm cũng giống như mình nè. Ở phần ngoài trước này nè, hàng xóm để hàng xóm xây nhà đó anh chị. Ở ngoài sau thì người ta lên liếp người ta đặt dừa vô. À, bên Thanh Long người ta cũng đặt dừa vô luôn rồi nè. Đấy. Đây, chạy dài xuống dưới luôn, em sẽ đi xuống cho anh chị xem nha. Thì em xin nhắc lại tổng diện tích đó là 2.200 m². Đất là đất cây lâu năm nha anh chị. Và chủ hứa là lên cho mình là 200 m² thổ cư luôn. Đó, bao cho anh chị 200 m² thổ cư luôn, bao trọn gói giấy tờ sang tên cho anh chị. Đất không có vướng quy hoạch gì hết. Thì giá là 1.750.000. Mà vị trí rất là đẹp. Để Quyền Trang mở ra xuống dưới xong cái em mở định vị cho anh chị xem. Ngang á là 11m8, hậu á là 12m8, chiều dài là 170 ha. Đây. Đất sạch đẹp luôn. Đó, anh chị xuống tới mấy cây dừa ở dưới là tới đất của mình rồi đó. Đất của mình hậu ha. Để nở hậu chứ để em qua bên này em mở định vị cho anh chị xem. Để đi ấy. Để em mở định vị cho anh chị xem nha. Thì anh chị xem nè. Cái chỗ mà hình người ở đây nè anh chị, là cái vị trí đất của mình, chỗ mà Quyền Trang đang đứng á, thì đất của mình nó là đường Lê Thị Lệ Chi hay còn gọi là đường Cao Tấn Phát ha. Thì anh chị cái này á là mình kiểm tra quy hoạch được luôn nè anh chị. Đó anh chị xem nè. Đây. Đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nè anh chị. Cái chỗ miếng đất của mình ở đây. Thì anh chị thấy cái đường màu hồng này không? Đường Cao Tấn Phát nè. Thì cái màu hồng này có nghĩa là anh chị lên thổ cư được đó anh chị. Là cái phần này anh chị lên thổ cư được nè. Còn cái phần ở dưới này á, là nó thuộc về đất cây lâu năm ha. Đó. Thì nguyên miếng đất của mình á, thì trung bình anh chị lên trung bình là mình sẽ lên được khoảng tầm chừng 300m thổ cư. Đó anh chị xem. Đấy. Đó, rồi từ cái đường Cao Tấn Phát này ha, cái anh chị mình đi ra một tí xíu thôi. Mình đi khoảng tầm chừng chắc khoảng cây mấy hay gì đó anh chị, là mình sẽ ra tới ngoài đường tỉnh lộ 864. Đường tỉnh lộ 864 ha anh chị. Đây, đường tỉnh lộ 864 nè. Rồi thì anh chị thấy nè. Ở đây là cụm khu công nghiệp rất là nhiều ha. Thì từ đó mình lại ngay chỗ này, cái chỗ này là ngay chỗ cống Vàm Rồng. Anh chị thấy không, cống Vàm Rồng thì ở đây là người ta sẽ mở là một cái cụm công nghiệp Vĩnh Hữu. À đây gọi là cụm khu công nghiệp Vĩnh Hữu ha anh chị. Đó. Thì nó đang làm ở ngay chỗ này nè, đang mở cái cụm khu công nghiệp ở đây luôn nha. Cho nên nó sau này đất ở đây nè rất là có giá luôn. Người ta đang làm luôn chứ không phải dự án đâu nha anh chị. Nó đang làm luôn. Khi nào mà anh chị xuống á thì Quyền Trang dẫn cho anh chị mình đi xem. Rồi em để em mở lại anh chị nhìn nha. Rồi. Nè, cụm khu công nghiệp Vĩnh Hữu mới nè ha. Cái này là cống Vàm Rồng nha. À, ngay chỗ vị trí đất của mình, đường tỉnh lộ 864 nè. Em mở lại cái góc kia cho anh chị xem. Anh chị nhìn nè ha. Đó. Nè anh chị nhìn nè. Đó, kem kéo lên. Đấy. Nó ra cái vị trí của mình. Đây, cái cống Vàm Rồng này là cái cụm khu công nghiệp Vĩnh Hữu ở đây. Thì đây là cái... mới đây nó đâu rồi? À đây đây. Đây. Đó, đây là cái vị trí đất của mình nè. Đường Cao Tấn Phát. Đây, Cao Tấn Phát nè anh chị. Đó, cái vị trí miếng đất của mình nè. Đó, Quyền Trang đang đứng ở đây luôn ha anh chị. Đó, cái sổ đất của mình nè, nó thể hiện luôn. Tại em đang mở trên cái này nè. Nó kiểm tra quy hoạch luôn nè. Đó, thổ cư là nó sẽ lên cái phần ở trên. Đó, anh chị xem. Để em mở về cái bản đồ kia, em mở cái cụm khu công nghiệp lên cho anh chị xem. Công ty. Đây, thì anh chị xem nè.
Cái này là em mở bên định Google rồi đó anh chị. Thì anh chị thấy nè, cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí của em ha. Thì xung quanh đây người ta hay gọi là cụm khu công nghiệp Bình Ninh, tại vì ở quanh đây công ty xí nghiệp rất là nhiều luôn. Thì anh chị thấy nè, mấy cái nút đỏ đỏ này là công ty á. Nó nè, công ty rất là nhiều luôn nha, công ty trách nhiệm hữu hạn rồi nè. Đó, anh chị mình đi ra tí xíu thôi là mình sẽ tới đường tỉnh lộ 877 đó. Còn đây là đường Cao Tấn Phát nha, nhà cửa dân cư là đông đúc lắm nha anh chị. Đây anh chị nhìn nè, đó đây vị trí đất của mình nè, anh chị đi lại đây nè, khúc ở bên này là nhà cửa là người ta mới đông hơn. Này, nhà là bên Lê Thị Lệ Chi nè, nhà là đường sát sát nhau không luôn, khúc này nữa nè, kênh Kháng Chiến rồi nè. Đó, nói chung là khu này thì nhà cửa dân cư rất là đông luôn. Ở đây anh chị đi chợ cũng gần ha, thì mình có hai cái chợ lận. Thì em nhớ là ở gần cống Vàm Sòng là có một cái chợ, em bấm lại đó nha. Cống Vàm Sòng. Ở ngay đó có cái chợ phải không Tiến? Chợ Hòa Mỹ. Chợ Hòa Mỹ hả? Ừ. Đây. Vậy là từ đất của mình á mà anh chị đi lại cái cụm khu công nghiệp Vĩnh Hụ đang chuẩn bị mở là mình đi chỉ có 5 phút thôi, là 2,3 cây số nha. Thì ngay chỗ cống Vàm Sòng nè, hồi nãy anh chị thấy là ngay chỗ này đi lại là nguyên một cái cụm khu công nghiệp mới rồi. Đây, thì ở đây có một cái chợ nữa nha, anh chị đi chợ thì khoảng tầm chừng 5 phút thôi. Đó, cống Vàm Sòng nè. Đó, gần cụm phà rồi nè anh chị, tập quá rồi nè, chợ Hòa Mỹ ở đây nha. À, anh chị đi khoảng tầm chừng 5 phút thôi là mình sẽ tới chợ Hòa Mỹ. Ở đây thì cũng gần chợ, trường học, rồi ủy ban, trạm y tế nha. Còn từ ở đây á, mà anh chị mình đi về ở đây thì sẽ gần thị trấn Gò Công hay là chợ gạo chứ ta? Thị trấn chợ gạo ha. Thôi em về thị trấn chợ gạo nha. Ở đây á, mà anh chị về thị trấn chợ gạo á, thì mình đi khoảng tầm 12 cây số, chạy xe là 18 phút ha. Là sẽ mình sẽ về tới trung tâm của thị trấn chợ gạo. Còn ở đây á, mà anh chị mình về tới bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây thì trung bình anh chị mình đi là khoảng 66 cây số. Từ đây mà về bến xe miền Tây là 66 cây số, 1 tiếng 40 phút nha. Đó. Rồi thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Thì anh chị nào mà quan tâm miếng đất này thì alo cho Quyền Trang hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem ha. Thì em xin nhắc lại một lần nữa, đất của mình đó là đất cây lâu năm, có 200 mét thổ cư, tổng diện tích là 2.200 mét vuông. Chủ đất kêu giá là 1.750.000. 1.750.000 là trong đó là đất là bao giấy tờ sang tên cho anh chị mình hết luôn á nha. Đó, anh chị xem. 200 mét thổ cư, bao giấy tờ, giá là 1.750.000. Tính ra là khoảng 795 triệu 1.000 mét vuông á. Đó. Còn anh chị muốn xây cây cầu á thì cây cầu 3 mét rưỡi á là 60 triệu. À, bên em có nhận làm luôn ha, tụi em sẽ coi giùm anh chị luôn. À, rất là đẹp nha. Rồi em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha. Bây giờ Quyền Trang sẽ dẫn anh chị mình đi ra ngoài cái cống Vàm Sòng luôn nha. Đó, nhà hàng xóm rồi nè. Đấy. Đây. À, người ta đang xây nhà nữa hay gì kìa. Người ta đang xây cây cầu nè anh chị. Đó, anh chị thấy không? Đang xây cây cầu á. Ừ, ở đây xây mấy cây cầu luôn nè. Nói chung mà một cây cầu anh chị xây mà đường ô tô qua chắc cú mà kiên cố luôn á thì khoảng 60 triệu. À, tặng thêm 10 xe cát nữa để mà mình đổ nền của mình lên cho nó cao á. Đây. Khúc này thì nó sẽ vắng hơn cái khúc ngược lại ha. Cái khúc ngược lại thì nhà cửa rất là đông đúc luôn. Ở khúc này giường rất là nhiều. Đây. Một thời ăn dầm nằm về dưới này. Đi muốn nát dưới này luôn á anh chị. Đấy. À. Đây qua đây cái nhà nhiều nè. Trời ơi em bán mấy miếng ở đây luôn nè. 4-5 miếng ở đây luôn. Ở nhà hàng xóm rồi nè. Đó, anh chị thấy không? Nói chung là ở đây nhà vườn cũng rất là nhiều nha. Đó, bên này nữa nè anh chị. Đó. Ở đây phần lớn thì thay xây theo kiểu nhà máy Thái á là nhiều. Mấy căn nhà mới á, mới á là đều xây theo cái kiểu mà nóc máy Thái hết đó anh chị xem. Bên này cái hướng bên này là nó còn ít đó anh chị, cái chứ cái hướng ngược lại là nó còn đông nhiều hơn nữa. Đó anh chị xem nè. Mình đi thẳng luôn phải không em? Nói chung mà ở đây á nó sẽ thông đi nhiều hướng lắm nha anh chị. À, nhưng mà em sẽ đi thẳng cái đường này luôn. Ủa phải đường đi này đi thẳng luôn không ta? Thẳng luôn đúng không? À,
cái nãy ngay chỗ ngã tư hồi nãy anh chị quẹo phải thì nó cũng đi ra ngoài đường tỉnh lộ 877 nữa nha. Đó, anh chị xem nè, nhà rất là nhiều ha. À, gần cái nhà máy Thái nè, nhà này nay bán chưa ta? Anh chị nhớ nhà này không? Nhà này 2 tỷ mấy nè. 2 tỷ 6 nhưng mà hình như giảm rồi á. Nay giảm còn nhiêu ta? Lâu quá rồi không nhớ. Hình như giảm còn 2 tỷ 3 phải không? 2 tỷ 3 hình như rồi sao cái giảm còn 2 tỷ nữa phải không ta? Không nhớ nữa, nhưng mà cái nhà máy Thái hồi nãy là người ta đang kiệt tiền á anh chị, người ta bán rồi đó. Quyền Trang có quay cho anh chị á, cái nhà mà có ba cái mổ ngoài trước đường á anh chị. Đấy, nhà đó này em không biết bán chưa nữa, lâu quá rồi. Rồi anh chị xem nè, xung quanh nhà cửa rất là đông nha. Đó, mình đi có chút xíu thôi là mình đã ra tới ngoài đường tỉnh lộ 877 rồi. Đây là đường tỉnh lộ 877 nha. Cái mình quẹo hướng xuống này là mình sẽ đi xuống cống Vàm Sòng nè, ngay chỗ chợ Hòa Mỹ rồi đó. Thì từ ngay chỗ vị trí đất của mình nha, mà anh chị đi xuống tới chỗ mà cống Vàm Sòng á, là em thấy khoảng tầm chừng 2 cây mấy thôi. Hồi nãy bấm á anh chị, 2 cây rưỡi phải không ta? 2 cây rưỡi là 5 phút chạy xe, 5 phút chạy xe ha. 3 phút rồi đó nha Tiến. Chơi sức tới rồi hả? Đó, anh chị xem nè, nhà cửa rất là đông ha. Đấy. Đó. Em thấy là 2 cây rưỡi. Vậy là nhà mình cách lộ nhựa này, trời ơi. Cách đường tỉnh lộ này, ủa này mở đường nữa hả ta? Đó là cống Vàm Sòng mới nè chị. Ồ. À, mở thêm cái cống Vàm Sòng mới hả? Ôi anh chị ở đây mở đường nè anh chị. Mở đó anh chị thấy không? Thấy vậy là thấy tiền nó lên nữa rồi đó, thấy đất nó lên giá rồi đó. À, chợ Hòa Mỹ ở đây hả? Ôi có 4 phút mà. Có 4 phút mà anh chị ơi, tới chợ rồi nha. Chợ Hòa Mỹ là ở đây nè. Từ đất mình mà ra chợ trường, ra chợ Hòa Mỹ thì là 4 phút, vậy qua luôn đi em. À, 4 phút mà chưa tới 5 phút nữa. Đấy. Dạ, chà thủng thỉnh đó nha anh chị. Đây, chợ ở đây ha. Em đang đi buổi trưa nha. Bây giờ là mấy giờ ta? 3 giờ chiều ha anh chị. Bây giờ là 3 giờ. Trưa 3 giờ. Buổi sáng với buổi chiều thì nó sẽ đông hơn. Tại vì buổi chiều chắc là buổi chiều đông hơn á. Tại vì ở đây khu công nghiệp rất là nhiều luôn, cho nên buổi chiều á là công ty á người ta tan ra. Ở giờ 3 giờ là ra chợ, chuẩn bị ra chợ là phải rồi. Tại 4 giờ ta tan rồi. Ở đây khu ở đây thì công nghiệp rất là nhiều ha. Đó, anh chị vừa qua cái cống này nè là mình sẽ tới cái chỗ mà nguyên cái khu ở dưới này nè anh chị, là người ta sẽ mở cái cụm khu công nghiệp Vĩnh Hữu ha. Bây giờ mà mình anh chị xem, người ta đang mở thêm cây cầu ở đây nè anh chị. Đó, người ta đang làm cây cầu á. Ây dầu. Đây, nguyên cái khu ở đây á là nó sẽ lọt vô cái chỗ mà cụm khu công nghiệp hết ha. Ừ, vậy là mấy nhà này bị giải tỏa hả ta? Hay là ở ngoài sau? Bên này nè anh chị. Bên cái khúc bên này nè anh chị là sẽ vô cụm khu công nghiệp Vĩnh Hữu á. Bên này không cho mua bán đất nữa phải không? Cấm mua bán đất ở bên này nha anh chị. Đó, bên cái đoạn này nè là mình sẽ không có mua bán bất động sản bên cái đoạn này nữa, không cho giao dịch, tại vì ở đây là nó đã vô nguyên cái chỗ mà cụm khu công nghiệp Vĩnh Hữu rồi. Để Quyền Trang mở định vị ra cho anh chị xem là anh chị hiểu liền. Mở ơi. Đó, nhà cửa rất là đông nha. Cô lên đi. Đấy, để em kéo cho anh chị xem. Nè anh chị xem nè, cái đoạn đường mà mình đang đi nè anh chị đó. Đó, cái chỗ này nó đang nhấp nháy nè anh chị thấy không? Nó là nó lên cụm khu công nghiệp Vĩnh Hữu. À vậy là ở ngoài trước người dân á là mình vẫn còn sử dụng, còn mua bán á. Ở ngoài sau thôi, anh chị thấy nè. À cái con đường em đang đi nè anh chị, thì cái con đường nè thì ở ngoài trước là vẫn là còn của người dân. À vậy là vẫn còn mua bán được chứ ta. Đó anh chị xem nè. Nè mấy cái này là hồng là lên thổ cư được nè anh chị á. Okay. Nè cái cụm khu công nghiệp là ở ngoài sau cụm công nghiệp Vĩnh Hữu nè.
Tại vì ở đây là cái mặt tiền view sông á, phù hợp cho những cái công ty xí nghiệp á, người ta đi cái đường xà lan vậy à. Anh chị thấy nè, ở ngoài trước á là sẽ là nhà dân ha, ở ngoài sau á là sẽ là lên cái cụm khu công nghiệp. Rồi thì miếng cái miếng mà ở đây có hai miếng nha anh chị, một miếng á là 202 lậu nhựa, đất lậu nhựa mà ở bên sông, giá là để coi, giá là 1.750. Rồi có một miếng á là ngang năm dài 22 đến 23, có 100 mét thổ cư, giá là 395 triệu. Bây giờ Quyền Trang sẽ đi quay cái miếng 395 triệu cho anh chị mình xem nha.